Song Hye Kyo bị fan quay kính khi đến Hồng Kông. Song Hye Kyo được người hâm mộ và giới truyền thông chào đón nồng nhiệt khi đến Hồng Kông. Hôm qua ngày 21 tây tháng 7, Song Hye Kyo đã bắt chuyến bay từ Hàn Quốc sang Hồng Kông để chuẩn bị cho việc tham dự sự kiện tổ chức tại đây. Người đẹp xứ Hàn diện áo sơ mi trắng và quần short jean, tuy đơn giản nhưng vẫn rất nổi bật ở sân bay. Người đẹp mặc dù sở hữu chiều cao khiêm tốn nhưng biết cách chọn và kết hợp đồ. Nữ diễn viên hậu duệ của mặt trời tự tin sải bước với đôi chân thon thả. Cô luôn được bảo vệ nghiêm ngặt để tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra. Xin cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn đã đồng hành cùng tin tức Sao Việt trong thời gian qua. Chúng tôi mong rằng các quý vị và các bạn hãy tiếp tục ủng hộ cho tin tức Sao Việt để chúng tôi có thêm nhiều động lực cho ra mắt thật nhiều sản phẩm hay hơn để phục vụ cho quý vị và các bạn nhé. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.